Thưa các anh chị, một vụ tai tiếng mới lại xảy ra đối với Việt Nam Airlines. Đó là một cô tiếp viên hàng không đã nghỉ việc tổ chức một đường dây mại dâm gồm những người mẫu ảnh, hot girl và cả những cô tiếp viên hàng không. Trong đó, những cô tiếp viên hàng không được quảng bá qua mạng xã hội với những bộ đồng phục của các hãng. Thưa các anh chị, Công an của Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đường dây này trong tình trạng quả tang. Và như thế chúng ta thấy tai tiếng của Việt Nam Airlines càng dày thêm. Mới đây là gì? Mới đây là vụ một cơ trưởng phát hiện dương tính chất gây nghiện trong máu. Và thứ hai nữa, trước đó là bốn cô tiếp viên hàng không vận chuyển kem đánh răng trong đó có chất gây nghiện và bốn cô được trả tự do vì cho là không có liên quan. Tuy nhiên, dư luận cũng rất thắc mắc về vấn đề này và chưa bao giờ yên tâm về chuyện này được. Nếu một việc đơn lẻ thì không nói gì, những bê bối ở Việt Nam Airlines liên tiếp lặp đi lặp lại ở khâu phi công rồi tiếp viên, điều đó nó lên điều gì? Thưa các anh chị, về mặt quản lý cần phải xem xét một cách toàn diện. Chúng tôi xin trình bày một số vi phạm gần đây của một số phi công tiếp viên Việt Nam Airlines. Theo thông báo của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Võ Thị Mỹ Hạnh đã kết nối nhiều tiếp viên hàng không, hot girl, người mẫu ảnh để môi giới mại dâm cho các đại gia với giá từ 1.000 đến 3.000 đô la một lượt. Và Công an đang tạm giữ Võ Thị Mỹ Hạnh, 26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Hạnh từng là tiếp viên của một hãng hàng không và đã nghỉ việc từ ngày 5 tháng 10 năm 2022. Nhưng theo một số cơ quan truyền thông, cô Võ Thị Mỹ Hạnh này đã từng làm việc ở Việt Nam Airlines và có cả hình ảnh cô mặc quần và mặc trang phục tiếp viên Việt Nam Airlines trên máy bay trong tư cách là người phục vụ tiếp viên. Theo điều tra, Hạnh có quá trình làm việc lâu năm, thường xuyên tiếp cận với nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không Việt Nam, các hot girl, người mẫu có ảnh nổi tiếng. Hạnh xây dựng hình tượng cô gái trẻ thành đạt trên mạng xã hội, với hơn 300.000 lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, thường xuyên phơi bày, phô trương cuộc sống sang chảnh, check-in, du lịch tại những nơi nổi tiếng, mua sắm đồ hiệu đắt tiền, nhằm chiêu dụ các cô gái trẻ lười lao động, hám lợi và lôi kéo họ vào đường dây mại dâm do mình điều hành. Hạnh chỉ đạo các cô gái bán dâm chỉ liên hệ trao đổi việc mua bán dâm qua mạng xã hội, thuê xe hơi sang để đưa đón gái mại dâm, chọn nơi bán dâm là các khách sạn, resort. Hiện Hạnh quản lý trên 30 cô gái bán dâm, trong đó có các tiếp viên của nhiều hãng hàng không và nhiều hot girl, người mẫu ảnh nổi tiếng với giá bán dâm từ 1.000 đô la đến 3.000 đô la một lượt. Ngoài việc môi giới cho gái bán dâm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hạnh còn môi giới cho gái bán dâm đi tour tỉnh với số tiền thu lợi rất lớn. Ngày 9 tháng 8, phòng BC02 chủ trì phối hợp với công an quận nhất kiểm tra một khách sạn trên đường Lê Thị Riêng và đã bắt quả tang đường dây này. Tạm giữ Hạnh có hành vi môi giới mại dâm cho 4 cô gái bán dâm. Tức là trong trường hợp quả tang, Hạnh đang đóng vai trò môi giới mại dâm và 4 cô khác đóng vai trò là người con gái bán dâm. Tại cơ quan công an, 4 cô gái bán dâm khai nhận được Hạnh môi giới đi bán dâm tại nhiều khách sạn với giá 1.000 đô la và 3.000 đô la một lần và thừa nhận hành vi phạm tội giống như lời khai của Võ Thị Mỹ Hạnh. Hạnh khai nhiều lần liên hệ với các tiếp viên hàng không và hot girl, người mẫu ảnh, sau đó gửi hình ảnh gái bán dâm có mặc đồng phục tiếp viên các hãng hàng không cho khách mua dâm nhằm tăng sức cuốn hút. Số tiền bán dâm một lần khoảng 27 triệu đồng, khách đi qua đêm với giá khoảng 60 triệu đồng. Hạnh thu tiền trực tiếp qua chuyển khoản của khách mua dâm và chuyển trả cho gái mỗi dâm mỗi lần môi giới thành công. Hạnh được hưởng 7 triệu đồng một lần môi giới. Ngoài việc môi giới mại dâm, Hạnh còn trực tiếp tham gia bán dâm với giá tương tự với một số người nổi tiếng môi giới cho các đại gia địa bàn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu. Phòng cảnh sát hình sự tiến hành mở rộng vụ việc và kêu gọi những ai là đồng phạm giúp sức cho Hạnh đến cơ quan chức năng đầu thú để được sự khoan hồng của pháp luật. Thưa các anh chị, hình thức thanh toán tiền bán dâm qua chuyển khoản thì đúng là dại dột thật,
Và bây giờ công an cơ quan chức năng rất dễ dàng xác định ai là những vị khách hào quê, những người ném tiền qua cửa sổ, thưa các anh chị. Và nhân đây chúng tôi thôi nói rằng các anh nhà báo đừng có lợi dụng sự sức mạnh, sự cương hào về mặt thông tin để bắt nạt những nàng kiều nữa. Đăng hình ảnh của lên họ lên trong bộ đồng phục, thật thấy thật thương tâm. Hãy điều tra ra những vị khách đặc biệt là ai và đăng hình ảnh cũng như hành vi của họ lên kèm theo tên tuổi, như thế mới là hay. Như anh chị nhà báo nói rằng luật không xử phạt hình sự những người này, chỉ phạt hành chính thôi. Thưa, chúng ta đâu có yêu cầu xử phạt hình sự hay hành chính gì đâu, chúng ta đăng hành vi thôi. Hành vi đó là vi phạm đạo đức xã hội, cần phải lên án. Vì sao chúng ta lên án những cô gái vì cuộc sống hay vì sự đua đòi hay vì lối sống sai lầm hay gì, bất cứ lý do gì mà đi làm nàng kêu, còn những kẻ ném tiền qua cửa sổ, một lần đi chơi vui chơi giải trí 60 triệu đồng một người, chưa kể những chi phí khác kèm theo, hàng trăm triệu đồng một lần như thế, tiền ở đâu ra thưa các anh chị? Hãy suy nghĩ đi. Và không chỉ là liên quan đến các đường dây mại dâm như vậy, liên quan đến các đường dây vận chuyển ma túy, mà còn là phổ biến, hành vi phổ biến trong các tiếp viên hàng không, đó là hành vi xách tay hàng quả, vận chuyển hàng quả trái phép qua biên giới. Và rất nhiều vụ việc đã được phát hiện rồi. Ví dụ như cách đây một số năm, phi công và tiếp viên Vietnam Airlines đã giấu 6 kg vàng trong đế giày để tuồn sang Hàn Quốc và đã bị phát hiện ở Hàn Quốc. Những năm 2008-2009, khi thị trường vàng trong nước bị đầu cơ, những cơn sốt trên thị trường khiến những người giàu và đổi đời nhờ vàng nắm lấy cơ hội. Tiếp viên hàng không cũng hội nhập nhanh chóng với thời cuộc, bận rộn và yêu cầu xách vàng thuê. Và từ đó cũng liên tục bị phát hiện. Rồi cuối năm 2009, trong chuyến bay VN-791 từ Hồng Kông về Hà Nội, nhân viên mặt đất đã phát hiện 6,4 kg vàng đựng trong túi giấy đặt dưới ghế của lái phụ. Sau khi chuyến bay kết thúc, 11 thành viên khi hành đoàn đang đi về nhà bị gọi lại để làm rõ, nhưng không ai nhận nó là của mình hết. Rồi khoảng tháng 11 năm 2011, khi chuyến bay VN-937 của Vietnam Airlines hành trình Seoul, Hàn Quốc, Hà Nội chuẩn bị cất cánh, lực lượng hải quan sân bay phát hiện trong hành lý xách tay của 3 tiếp viên có 20 lượng vàng. Vụ việc bị nhà chức trách Hàn Quốc lập biên bản. 3 tiếp viên hàng không bị tạm giữ để điều tra làm rõ nguồn gốc số vàng có trong hành lý và áp dụng mức phạt theo quy định của nước này. Và vào ngày 10 tháng 3 năm 2015, khi thực hiện chuyến bay VN-426 từ Hà Nội đến Busan, Hàn Quốc, qua hệ thống dò kim lộ tại sân bay quốc tế, cơ trưởng Nguyễn Văn Dũng và nam tiếp viên Nguyễn Tuấn Phong bị cơ quan chức năng tạm giữ vì đã giấu 6 kg vàng ở đế giày. Điều đáng nói là tại sao số vàng lớn này có thể dễ dàng lọt qua cửa soi chiếu an ninh từ sân bay quốc tế Nội Bài để theo máy bay sang tới Busan mới bị phát hiện. Ngoài những vụ buôn lậu vàng nêu trên, tiếp viên và phi công Vietnam Airlines từng bị bắt giữ khá nhiều tại Úc, Nhật do trần bản vận chuyển tiền đen và hàng trộm cắp các đường bay châu Âu nóng với tình trạng buôn lậu điện thoại của thành viên phi hành đoàn. Cách đây vài năm, một nữ tiếp viên Nguyễn Bích Ngọc mang mã tiếp viên 35 của Vietnam Airlines bị cơ quan cảnh sát Tokyo bắt giữ vì nghi ngờ vận chuyển 21 món hàng hóa là quần áo ăn cắp trị giá khoảng 125.000 yên Nhật. Khi đi trên xe dành riêng cho đoàn bay từ khách sạn Osaka đến sân bay quốc tế Kansai năm 2009, phi công Đặng Xuân Hợp của Vietnam Airlines bị tạm giữ tại Nhật Bản do liên quan đến tội mua hàng ăn cắp của nhóm người Việt rồi tuồn về Việt Nam theo đường hàng không. Tháng 4 năm 2012, nam tiếp viên Thái Anh Tiến tham gia đường dây vận chuyển hàng lậu là đồ điện tử từ Australia về Việt Nam tiêu thụ. Khi qua cảng hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh thì bị phát hiện và bắt giữ. Thái Anh Tiến sau đó bị tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù treo. Còn cuối tháng 9 năm 2013, lực lượng an ninh cảng hàng không quốc tế Nội Bài phát hiện và tạm giữ 50 chiếc điện thoại di động iPhone còn nguyên đai nguyên kiện do tiếp viên phó của Vietnam Airlines là Bùi Ngọc Tuấn vận chuyển trái phép qua đường hàng không từ Paris về Hà Nội. Thưa các anh chị, chúng tôi thống kê và dựa trên các cơ quan chức năng và của báo chí một cách khách quan, và chúng thấy rằng những tiếp viên, phi công, đoàn bay vi phạm tập trung nhiều nhất
vẫn là Vietnam Airlines, chứ không phải là các đoàn bay hoặc các hãng khác. Và dù cơ trưởng phi công sử dụng ma túy, sử dụng chất gây nghiện bị phát hiện dương tính, cũng vậy, cũng là người của Vietnam Airlines. Và vụ sách kem đánh răng cũng là của Vietnam Airlines, trên máy bay Vietnam Airlines. Như vậy rõ ràng rằng công tác con người ở Vietnam Airlines có vấn đề. Và hôm nay thêm vụ đường dây mại dâm này nữa, chúng tôi không đổ lỗi đường dây mại dâm này cho Vietnam Airlines. Đây là một hành động có thể là tự phát của những cô này, không liên quan gì đến tổ chức Vietnam Airlines. Tuy nhiên một lần nữa, nó làm quen ố đi hình ảnh, xấu đi hình ảnh của Vietnam Airlines, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, cộng dồn với những vấn đề khác, làm hình ảnh của hãng hàng không này xấu đi trong mắt của tất cả mọi người. Xin cảm ơn các anh chị. Xin cảm ơn các anh chị đã gửi đến cho chúng tôi những ly cà phê thân thương. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.